Thế thì hôm qua thì tiếp tục là được hai chị là Nguyệt Thúy là gửi thêm là 60 triệu. Đấy, gửi thêm là 60 triệu. Đấy, gửi thêm là 60 triệu và trong đó thì là 40 triệu để làm để vào kinh phí làm nhà. Còn 20 triệu còn lại thì chị sẽ để làm việc khác. Ông không đi làm thì ông cũng có tiền đấy, Và các bác chỉ giúp ra thì làm nhà thôi, mà ông không có tiền tiền mua dầu muối nữa, bây giờ gạo cũng hết gần hết rồi. đấy là ông đưa Mạnh đi học, ông nhìn thấy là nhìn thấy người ta cho đưa con mình đi học thì ông cũng khát khao cái điều đấy lắm chứ. Ông cũng khát khao rằng là tại sao cháu của mình lại không có được bố, không có được mẹ đưa đi học, tại sao mình là phải đưa đi học. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Thưa bác, hôm nay cháu Lực đi xuống nhà của hai ông cháu thì có một cái tin mà phải nói là rất là vui mừng các bác ạ. Còn cái tin đấy là gì thì đợi một chút nữa, các bác đợi một chút nữa thôi, để là cháu Lực đi xuống nhà hai ông cháu thì sẽ thông báo cái tin này lên cho hai ông cháu cùng với lại là tất cả các cô bác ở trên kênh là cùng biết. Ở những cái video trước thì các bác theo dõi được rằng là cháu Lực cũng đã chia sẻ về cái kinh phí làm nhà của hai ông cháu rồi, và cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi cho tất cả các bác là cùng biết. Đáng nghe ra là hôm nay là mấy anh em thợ là nghỉ các bác ạ, không có đi làm. Cháu Lực cũng định là không có xuống nhà của hai ông cháu đâu, nhưng mà khi mà cháu Lực nghe được một cái tin mà cực kỳ quan trọng và cực kỳ là vui mừng, không biết diễn tả như thế nào để làm sao mà hết cái sự vui mừng đấy các bác ạ. Làm cái quãng đường đi xuống nhà của hai ông cháu thì có những công việc gì thì cháu Lực mới xuống thôi, còn như hầu như là cháu Lực là và cũng phải là chia sẻ thật với cô bác là một cái điều này này đấy, cái quãng đường của nhà hai ông cháu ấy thì cháu Lực cũng đã ghi hình và đã chia sẻ lên cho các bác là cũng biết thôi, một cái cung đường mà rất là xa của bác ạ. Ở trên nhà của anh Phong ấy hiện tại thì đang bị sạt lở, thành ra là lấp cái con đường, mà một cái con đường duy nhất của cháu Lực là di chuyển thôi đấy, nhưng mà bị lấp rồi, thành ra là bắt buộc cháu Lực phải để xe ở tít trên kia. Thì từ trên kia xuống đây một quãng đường rất là xa, thành ra là mỗi lực cháu Lực xuống thì cũng chia sẻ thật với các bác một chút là hơi lười một chút của bác ạ. Đấy, hơi lười một chút đấy, nhưng mà ở cái phần đó thì khi mà được các bác cho những cái niềm tin và các bác gieo cho những cái niềm vui thì cháu Lực rất là muốn để mà chạy vội xuống để mà thông báo với lại ông cùng với lại là tất cả các cô bác anh chị ở trên kênh là cũng biết. Đấy, còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của hai ông cháu của bác nhé. Còn về bé Mạnh thì các bác theo dõi ở trên video đấy thì vắng mặt bé Mạnh một chút thì cái thước phim nó sẽ không có được gọi là nhìn thấy bé Mạnh đấy, nhưng mà các bác thông cảm một chút, đến cuối tuần thì cháu Lực mới được gặp Mạnh thôi, tại vì là hàng ngày thì là Mạnh là đi học của bác, đến tuần thứ 6 thì Mạnh mới về. Do là cái quãng đường xa quá, thành ra là cho Mạnh là ở trên trường luôn, chứ không là vừa rồi mà cháu Lực đi xuống thì cháu Lực sẽ đón Mạnh là cùng cháu Lực để xuống luôn đấy các bác. Chắc là đến cái khúc này thì rất là nhiều các bác thì cũng hồi hộp đấy, hồi hộp về cái tin mà cháu Lực là muốn thông báo lên trên kênh cùng với lại là ông Sò rồi. Đến thời điểm hiện tại thì hầu như là ở trên bản này cô bác này ai ai cũng ngạc nhiên về cái ngôi nhà của hai ông cháu, không ngờ được rằng là cái quãng đường của nhà hai ông cháu lại có thể mà vận chuyển được vật liệu đi xuống cái này làm nhà cho hai ông cháu. Tính đến cái thời điểm hiện tại thì đâu đó là nhà thì hoàn thiện là tầm độ 80 đến 90% rồi cô bác. Đây còn là một số về chi tiết, thí dụ như là bàn thái này, nhà vệ sinh này, thêm là đường điện nữa thôi và lắp cửa nữa thì đã hoàn thiện. Đấy, tuy nhiên thì về cái phần kinh phí của nhà hai ông cháu ấy, ở cái video trước thì cháu Lực đã thông báo lên trên kênh cho các bác cũng biết rồi.
Còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi xuống nhà để mà thông báo cái tin mừng này cho hai ông cháu cùng biết các bác nhá. Đây. Gần đến nhà của hai ông cháu thì được là hai anh bạn này là chào đón là đầu tiên nhất của bác này. Đấy. Ôi giời. Đừng có yêu thương quá lại gặm cho một miếng nhá. Chạy thôi. Chạy nó đuổi theo ghê quá. Nếu mà như mà ai xuống mà không quen ấy thì chắc chắn là rất là sợ hai con chó này của bác này. Đấy, nhưng mà ai xuống quen này thì nó rất là hiền và thân thiện. Đi đây. Đồ. Oh my god. Đi. Nó toàn đi sau đâu các bác nhá, nó không có đi trước đâu. Không biết là ông có ở đây không, không thấy là ông là ở cô bác ạ. Đi xuống nhà xem là ông có ở đây không. Sắt thì những cái thanh sắt này cô bác này ông nọ lấy về thì sau khi mấy anh em thợ cắt ra hàn ấy, thì vẫn còn dư ra mấy đoạn nữa. Sau này thì có thể là tận dụng là làm những cái việc khác là còn được. Này là mấy anh em thợ là không đi làm các bác ạ. Hôm qua thì mấy anh em thợ cũng đã hoàn thiện là cái phần bể phốt này. Đấy, hoàn thiện là cái phần xay lên thôi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là vẫn còn chưa chát. Mai thì mấy anh em thợ sẽ tiếp tục là cái công việc của mấy anh em thợ là đi vào hoàn thiện nhà cho hai ông cháu nữa. Vẻ như là khá là yên tĩnh các bác ạ. Ui, ông thì có vẻ như là cất thóc vào trong này này các bác này. Ở bên kia thì có vẻ như là mưa hay sao ấy. Với lại là bên kia là nhiều chuột quá. Chứ còn là để cái nhà này thì sau này mà làm cửa xong ấy thì chuột thì đúng là có mà mọc thêm chân nữa thì cũng không có leo được. Đấy, một tí nữa cháu Lực sẽ đi xem ông đó các bác, xem là ông đang ở đâu đó. Thì tí ông về cháu Lực xé ghi hình sau các bác ạ. Bây giờ phía bên này thì là cái nhà để mà để xi thôi các bác này. Hiện tại thì xi thì cũng đang hết rồi. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 7 bao nữa thôi. 7 bao này thì là có thể là mấy anh em thợ đi vào hoàn thiện là cái nhà vệ sinh, đi vào hoàn thiện là cái phần là bể phốt nữa các bác, và thêm là một số cái những cái chỗ nữa thôi. Xin thì chắc chắn là sẽ phải là lấy thêm, cộng thêm là một số đồ nữa. Vẻ như là ông về rồi các bác này. Biết là ông vừa đi lấy củi hay là vừa đi đâu về đây các bác. Đây cho ông nhá. Đeo cho ông là một cái mic. Ông gửi một lời chào tới các bác không? Chào các em, các chị nhá. Hôm nay mấy anh em thợ không đi làm không nhỉ? Hôm nay cũng thử không làm rồi. Vâng, đây ông lên trên xá cái hoàn thiện là nốt cái giấy tờ chưa ông? Xin được chưa? Chưa được. Không chưa được á? Ông công an bảo là thứ hai nữa. Đây là nó số điện cho ông điện thoại bảo thứ hai tuần sau này nó gửi số điện lên. Thế là chắc là cũng đang đợi người ta cập nhật đấy ông nhỉ? Vâng. Thế là hôm qua là ông chuyển thóc đi à? Hôm qua là ở đây là bị sao đấy ông? Đấy, hôm qua là con trượt không được ở nhà. Đấy, con gà lấy cái bối ăn hết rồi. Ba bao thóc có ông chuyển đi. Mấy kia. Thế là bây giờ là hiện tại là ông còn ba bao thôi à? Ba bao thôi. Không biết là ba bao này thì liệu là có đủ trong tới cái mùa gặt năm nay không các bác? Nhưng mà cháu thấy là thóc của năm nay nhà ông thì có vẻ cũng hơi yếu yếu nhờ. Yếu lắm rồi, hôm nay cái này gặt ra được khoảng 6-7 bao không được rồi. Năm nay là ông có trồng nhầm giống gì không hay là thiếu phân đạm hay không? Thiếu đạm mà giống cũng mua cùng loài mà. Thấy là ở phía bên kia là ở phía bên dưới này là cháu được nhìn thấy là có bông. Có cây thì nó ra bông, có cây thì không ra bông các bác ạ. Còn ở dưới kia thì có một số cây thì nó bị
bị vàng này các bác này. Đấy. Các bác nhìn thấy đây, có những cái bông thì nó bị vàng đi hết rồi. Ăn thế nào ấy, đủ năm ăn đấy. Năm nay thì liệu là một mình ông có đủ ăn không? À, nộp trường cho Mạnh nữa nhỉ? Đúng rồi, cho mèo. Ồ, mẹ ông gác mấy cái cây sắt kia để trên này nó đỡ bay à? Mấy hôm kia, nó trời mưa thì gió thổi. Ông lấy đặt nó, bật nó không bay ra. Vâng. Không đặt thì bật nó tung ra thì ruột đến nhà rồi. Vâng. Ông ra bên kia ông lấy cỏ cho trâu đi cho thấy là cho câu trâu có hết cỏ. Trâu chưa, lần nữa chưa có. À, lợn cũng chưa cho à? Cũng chưa cho. Thế là sáng nay ông đi sớm à? Cũng đi sớm rồi. Ông làm hết cái công việc của ông đi xong là điện... xong là một tí nữa cháu thông báo cái tin vui này cho ông. Điện không không quay được. À. Cháu cũng đói rồi, lần cũng đói rồi. Ông không đi làm không được rồi. Vâng. Ông là đi hôm nay là đi làm giấy tờ cho Mạnh nhỉ? À, giấy tờ để mà nộp hết làm lo một số giấy tờ để lo cho trường Mạnh đi học nữa các bác. Vâng. Phải đợi ông làm một số cái công việc của ông nữa thì cháu được sẽ nói cái tin này cho ông sau các bác ạ. Mai thì sẽ cho mấy anh em thợ là chuyển hết cái gạch bị vụn này các bác này. Gạch bị vụn này thì sẽ để ra chỗ nào mà không mình không đi tới cho nó gọn lại một chút. Cỏ này ông cắt từ hôm qua rồi không? Hôm qua rồi. Cái này cho nó cũng ăn sắc thơ đấy. Cháu của ông thì không cần phải cho không cần thái ra các bác, cứ cho nó ăn dài này. Có những con thì nó ăn được, còn có những con thì không được đâu các bác ạ. Sau này khi mà hoàn thiện nhà đấy thì sẽ đi kiếm thêm là một số cây về để mà trồng những cái phần sân này các bác này để cho nó đẹp ra, ví dụ như kiểu là hoa cây dâm bụt đấy các bác. Cây dâm bụt thì nó cũng cao, nó có hoa rất là đẹp này. Sáng nay chắc là ông cũng cho cháu ăn xong rồi ông mới đi ấy. Thế là cháu về thì ông cũng to no bụng ấy. Đấy, cái chó kìa. Con chó là đi ăn cỏ này nhỉ? Chó là đi ăn cỏ này. Chứ. Cơm không ăn đi ăn cỏ. Mai ông bảo mấy anh em thợ là chuyển gạch lên đi ra chỗ khác đấy ông nhá. Vâng. Xong là mấy anh em thợ cho mấy anh em thợ cân cái phần sân này. Để hôm nào cháu lấy xi thì cho mấy anh em thợ là đi trên chở xi xuống. Giờ thì phải sửa đường thì mới đi xuống được rồi ông ạ. Thì con bác bây giờ dưới nhà ông vâng. Thử phòng đi thôi. Vâng. Mấy anh em thợ có nói là hoàn thiện là cái mà anh em thợ nói là sẽ hoàn thiện là ở bên kia xong thì mới đi vào hoàn thiện nốt là phần phía trong nhà nữa các bác ạ. Đấy, bây giờ thì nếu mà như cái này làm to quá thì sau này nó lại ảnh hưởng một chút về cái phần là không gian nhà bếp, nó hơi chật hẹp, cho nên là cân nhắc làm sao mà để làm nó gọn là được đúng không bác. Hiện tại thì nếu như mà làm theo cái kích thước mà hôm nọ hai chị Mạch Thúy có bảo cho được với các bác là 89 cm thì nó sẽ cao hơn cửa sổ một chút. Cao hơn cửa sổ một chút rồi. Thành ra là nó lại hơi nhìn nó hơi xấu một chút. Bây giờ thì làm nó làm ở phần là dưới cửa sổ thôi, nhưng mà nếu mà làm cao hơn cửa sổ này quá thì nhìn nó lại không đẹp rồi.
Cháu sẽ đo xem là cái số 89 là nó đến tận đâu này. 35. Trước ở bên nước ngoài là 35 feet. 35. 35 đến tận đây. Đây mà làm cửa sổ mà cao lên cao quá thì nó không đẹp không nhỉ? Vâng. Cao hơn độ cao đó là mấy cm các bác ạ, để tầm đến đây này. Vâng. Vâng, cửa sổ. Vâng, nó mà thấp thấp ở dưới cửa sổ này thì nó đẹp hơn không nhỉ? Vâng, thấp tí thì. Nhưng mà bây giờ nó cao đến tận đây này. Đấy, có thể là sẽ thiết kế lại các bác ạ. Kế lại làm sao mà cho cái phần bàn thái nó nằm ở dưới cửa sổ thì nó mới đẹp hơn. Đấy thì sau này thì Lực nói khá là nhiều rồi các bác. Sau này thì cho hai ông cháu là sẽ ăn cơm lại ở cái phần ở bên này này. Đấy, ông còn làm việc gì ở ngoài nữa không? Cho lợn ăn không không? Cho lợn ăn nữa. Cho lợn ăn à? Cho lợn ăn thế là lấy cám lợn ấy, cỏ trâu nữa. Vâng. Để ngày mai. Thế thì hai ông cháu mình ngồi tạm đây đã cháu, ông nhé. Đấy, để cháu nói cái phần tin vui hôm nay cho ông biết. Hôm qua là mấy giờ là ông chuyển thóc ra đây không? 6 giờ rồi. Đấy, 7 giờ. Là lúc đấy là ông chuyển ra đây à? Vâng. Hôm qua là ông ăn cơm, một mình ăn cơm đấy là đi ăn cơm cùng với lại là ông Quyết. Không. Ông có ăn đây, ông Quyết thì đi xem bên kia không đi, ông không biết. À. Ông chuyển thóc đây ông là ăn cơm. Cơm này nấu từ sáng à, từ trưa rồi. Vâng. Cơm chiều, cơm tối. À? Cứ ngồi à. Cắm lợn nó lấy cỏ trâu. Vâng. Cái này ông mới đi là làm giấy cho cháu mèng. Vâng. Là đi anh không biết là ở chỗ các bác như thế nào, nhưng mà đối với lại là ở trên cháu lực cái của bác làm một cái giấy tờ này nó rất là lằng nhằng. Ví dụ như là mạnh chẳng hạn này, trước là bố đi làm khai sinh thì tên là có thể là tên là Mạnh, nhưng mà lên trên làm giấy khai sinh thì người ta lại bỏ mất là cái dấu nặng đi, thì ra là không phải là Mạnh nữa, lại phải sửa lại chạy giấy tờ từ đầu đi thì nó rất là mệt các bác chạy giấy tờ này ấy. Ông thì là không có xe thì ra là đi lại cũng vất vả, kể cả ông có xe rồi nhưng mà ông không biết đi, kể cả ông biết đi thì đi bộ lên trên kia thì cũng khá là xa nhỉ. Vâng. Đấy, cháu thì chia sẻ với ông một chút này, gọi là như nếu mà đi xuống nhà ông thì thực sự ra nếu mà không phải là có cái công việc mà cháu đang làm như này thì cháu rất là lười xuống. Vâng. Tại vì là đúng, nó đi rồi. Xa quá ông ạ. Trời. Có đi xa đi đi xuống nhà ông là hầu như là xong ghi hình của cái video là mất tầm độ là một nửa ngày rồi. Vâng. Khi là có hôm nào mà xuống thì không có ghi hình được ấy, là một cái video đấy là tương đương là một ngày luôn. Vâng. Mà những cái lượng khán giả các bác theo dõi nhà hai ông cháu thì cũng có rất là ít các bác theo dõi đấy, nhưng mà trong đó thì được các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là thương yêu bé Mạnh, muốn giúp đỡ cho ông một cái phần nào đấy để cho ông là bỏ đi một cái gánh nặng trên đôi vai gầy gò và đôi vai già yếu của ông đấy. Thì hôm qua thì tiếp tục là được hai chị là Nguyễn Thúy là gửi thêm là 60 triệu. Hay gửi thêm là 60 triệu. Trước thì cháu có bảo là nhà của ông thì đang thiếu là 90 triệu, thiếu là 40 triệu ấy. Vâng. Thì là hôm qua thì sau khi mà hai chị Nguyệt Thúy có theo dõi được cái video đấy và hai chị cũng tiếp tục lại gửi thêm. Vâng. Hay gửi thêm là 60 triệu và trong đó thì là 40 triệu để làm để vào kinh phí làm nhà. Vâng. Còn 20 triệu còn lại thì chị sẽ để làm việc khác. Còn vâng. Làm cái việc gì thì cháu sẽ chưa có nói vội. Mấy vâng. Nữa cháu sẽ nói sau ông nhé. Vâng. Đấy thì cũng rất là cảm ơn tấm lòng và trợ duyên của hai chị Đặc Nguyệt Thúy giúp đỡ cho hai ông cháu rất là kịp thời để mà cháu Lực đi cháu Lực hoàn thiện thêm phần cửa này và lấy thêm là một số cái đồ đúng không bác? Có những đồ thì nó rất là lẻ tẻ và lạt nhạt thôi bác, như là cái bóng điện này, xong là đuôi điện này, nhặt là từng cái một của bác ạ. Những cái bóng đuôi điện thì là trên xã không có đấy, trên xã không có thì ra là khi nào mà có người xuống huyện hay là cháu Lực xuống huyện đấy các bác thì cháu Lực sẽ chọn là về một lần luôn. Đi xuống huyện thì thời gian này thì cháu Lực cũng rất là ngại đi
đường đâu, đường thì tất cả mọi cái thì ở đâu đâu cũng thấy bị sạt lở rất là nhiều, đường cũng khó khăn nữa. Trước là cháu còn thiếu đồ gì ấy, đợt mà làm nhà cho hai ông cháu ở trên ba ông cháu ở trên khu sán ấy, thiếu cái đồ gì ấy là buổi đêm là cháu là phi xuống huyện mua luôn. Ấy, nhưng mà trước thì là chưa có bị sạt lở nhiều như bây giờ. Vâng. Bây giờ thì cũng nghe thông tin đài báo mọi cái nữa, thực ra là cũng không có dám đi, đi thì sợ là sạt một cái thì những cái công việc mà đang dang dở không có ai làm nữa, không có ai làm nữa thì không có ai giúp cho hai ông cháu nữa. Đúng rồi. Đấy, và cũng rất là một lần nữa thì rất là cảm ơn tất cả các bác cô chú anh chị, và một lần nữa thì thông báo cái tin này ở đầu video cho được cương gói cho các bác ấy là muốn xuống để mà thông báo tin với lại cho ông với lại là thêm là các bác khán giả trên kênh nữa rằng là cháu Đức đã nhận thêm là 60 triệu của hai chị là Nguyệt Thúy, và trong đó thì là 40 triệu thì để làm kinh phí làm nhà, còn 20 triệu thì sau này chị sẽ để mà cho cháu Đức hoàn thiện thêm là những cái việc khác nữa. Vậy ông có lời nào muốn nhắn nhủ tới hai chị Nguyệt Thúy không, khi mà hai chị lại tiếp tục là gửi tiền cho ông với cái khoản là rất là lớn? Không thì lớn rồi đấy là hả chị Nhật Thí đã trình giúp cho ông hai cho ông cháu cũng giúp đến cũng đến mấy rồi ông thì không biết nhiều nói nhiều, xin cảm ơn các chị đã giúp được hai ông cháu, xin cảm ơn và chúc sức khỏe các chị các em mạnh khỏe như là em hay nhà chú thôi, chứ không biết nói nhiều. Một cái tấm lòng rất là cao cả của hai chị là Thúy dành cho hai ông cháu. Hai chị là thì ở tận ở bên nước ngoài thôi, nhưng mà lúc nào mà trong lòng cũng hướng đến Việt Nam, cũng hướng về những cái số phận bất hạnh và những cái số phận mà nghèo mà khổ như hai ông cháu bây giờ các bác ạ. Và sau này khi mà hoàn thiện thì hiện tại thì là cháu Đức cũng đã nói, cháu Đức cũng đã chia sẻ với các bác nhé, là trong nhà thì cái phần nội thất ấy, thì cháu Đức cũng đã có là một cái bộ giường rồi, còn là cái bộ giường đấy thì được là bà Phương Minh Thanh là gửi cho là 2 triệu 500 nghìn và mua một bộ giường và mua thêm là một cái bộ bàn là ghế nữa, hay coi như là một phòng thì đã có đủ rồi. Còn phòng còn lại thì nếu như sau này có kinh phí đấy, các bác yêu quý đi, thì cháu Đức vẫn sẽ tiếp vẫn sẽ là mua lên để cho sau này là có thể là Mạnh lớn lên rồi thì Mạnh muốn ngủ riêng ấy, thì là cũng có giường, hoặc là bố của Mạnh quay trở lại thì cũng có đầy đủ là đồ đạc để mà dùng. Nếu mà như bố của Mạnh là biết về thông tin rằng là hai ông cháu đã có nhà mới rồi thì chắc chắn là rất là yên tâm, rất là yên tâm khi mà con với lại là bố là được ở ngôi nhà ánh nắng không tới đầu này, mưa và cũng không tới đầu nữa, không còn sợ những cái giấc ngủ mà đêm mà phải chạy mưa chạy báo cô bác ạ. Và rất là cảm ơn tất cả các bác cô chú anh chị. Đấy, bây giờ thì cháu Đức cũng đã gửi cái tin này cho ông rồi, thì ông là đi làm cái công việc gì của ông ấy, cho lợn ăn đúng không? Vâng. Thế thì ông có đi cho lợn ăn đi không? Cho cháu ăn ăn và... xong rồi đi cắt hỏi dâu lợn nữa. Vâng. Ông có mai hôm nay cũng đi xem ông thì các chị bác cũng giúp ông rồi, nhưng mà ông thì giúp được nhà ông thì không có tin ông giấu quà này, ông phải thi lại làm lại vẫn phải đi làm thuê thêm đấy ông nhờ, ông làm lại hôm nay ông cũng đi làm, hôm nay đi bảo rồi ngày mai phải đi sớm rồi 6 giờ đến giờ nó 200 thôi một ngày. Thế là đi làm công việc gì không? Làm dạy đường xi này, đan phế này. Đấy, ba ngày 600. Ba ngày là 600 mà. Thế ông định làm mấy ngày đi không? Hả? Ông định làm mấy nếu ngày? Nếu không khoán cho thì cứ làm 3 ngày thôi. Nếu mà khoán thì 2 ngày xong có được 600. Nếu mà làm cả ngày thì ngày 200 thì 3 ngày nó được 600. Nhưng mà ông phải cân nhắc là cái vấn đề mà thời điểm hiện tại là ông đi làm không ạ? Đi làm ông nhá. Ở nhà thì mấy anh em thợ là tự làm thì nó cũng không có hay. Nó không có hay. Ông cân nhắc ngày nào mà ông đi được là mà ông thì
cả trâu nữa, lợn nữa, chó không chó ai nấu cơm cho ăn. Vâng. Đi làm sao ông làm tiếng nào? Vâng. Ông không đi làm thì ông cũng có tiền đấy. Vâng. Các chị, các bác chị giúp ra thì làm nhà thôi. Vâng. Mà ông không có tiền, tiền mua dầu muối nữa, bây giờ gạo cũng hết, gần hết rồi. Vâng. Đấy là ông là vẫn còn ba bao thóc ông nhỉ? Gạo ông thì, gạo ông sát chưa? Đúng rồi, bây giờ còn bao, đi sát bây còn hai bao nữa thôi. À. Bây giờ ba bao ở đây. Thế là, bây giờ là gạo của ông thì còn một chút nào không? Gạo thì còn còn 5-6 ống. 5-6 ống à? Tầm 2 cân thôi. À vâng. Ông lo lắm. Vâng. Cũng làm thì ông cũng sử đói. Thế bây giờ các bác đã giúp cho ông có nhà rồi chứ mình không thể mà ở trong nhà suốt được. Ở trong nhà thì nó cũng chẳng ra được tiền cả. Đây căn bản là cái chỗ ăn, chỗ ở của mình thì đã được các bác là khắc phục rồi. Coi như là cái gánh nặng của ông thì cái khoản đấy thì đã coi như là đã hết rồi. Đấy, đúng không ông? Thì sau này Mạnh mà về nhà thì cũng Mạnh cũng có chỗ để mà nấu ăn, có chỗ để mà ngủ. Chứ không như ở cái ngôi nhà cũ như trước kia là ở đây ông ạ. Về mà đi học về mà các cặp sách mà về nhà mà ở trong một cái ngôi nhà mà lục xa lục sụp thế thì cũng rất là tội với lại là cho ông. Cho ông với lại là hai ông cháu. Đấy, các bác biết, các bác suy nghĩ được những cái điều đấy, các bác biết được rằng là cái đấy nó sẽ xảy ra, cho nên là các bác là giúp đỡ cho ông với lại là Mạnh là một ngôi nhà khang trang, che nắng che mưa, chỗ ăn chỗ ở thì đầy đủ. Đấy, coi như là sau vẫn biết là sau khi mà làm nhà xong thì ông vẫn sẽ phải là đi làm để mà có tiền, như đóng tiền học cho Mạnh này. Học thực ra Mạnh học thì nó cũng không đóng tiền bao nhiêu, nhưng mà đôi lúc thì Mạnh đi trường, bạn bè này từ được bố mẹ là mua cho kẹo hay là cái gì đấy thì Mạnh thì nó cũng tuổi thân chứ, đúng không? Đúng rồi. Đấy, khi mà một ngày một buổi sáng một ngày đó là đòi 10.000, 10.000 thì ông có tin đâu ra. Đấy. Như ông cô đi làm thì có tiền cho cháu đâu. Như ông đưa Mạnh đi học, ông nhìn thấy là nhìn thấy người ta cho đưa con mình đi học thì ông cũng khát khao cái điều đấy lắm chứ. Ông cũng khát khao rằng là tại sao cháu của mình lại không có được bố, không có được mẹ đưa đi học, tại sao mình là phải đưa đi học mà mình nhìn thấy rằng là các bạn bè của Mạnh thì được cô giáo được bố mẹ mua cho áo mới này, mua cho cả bánh kẹo này, đủ thứ. Khi mà ông nhìn vào thì ông cũng thấy là thương cho cháu, thương cho con. Còn này mua kẹo cái gì nữa, ông gì cũng làm cái gì được, cái gì bây giờ nhà quá rồi, lợn thì to không bán làm. Vâng. Cái mua kẹo cho con cháu được, gà giá thì cũng ít. Ông phải đi làm, hay làm thế làm mớn. Ông thì cũng thấy quen rồi, ai cũng bảo đi làm. Nhưng mà ông không đi, đi thì đi được, không vắng không đi được rồi. Ông thì hầu như là đi trên xá thế này là ai cũng hay là thuê ông đi làm những công việc ấy nhỉ ông nhỉ? Việc gì là ông? Tức là phó trừ chiến nó thuê của ông trước. Kề đá cái gì, đan phên cái gì, cái nọ thì ông làm mái mà. Đấy, vừa rồi thì cũng ngồi tâm sự với ông một chút. Đấy là những cái điều mà nó sẽ, là điều mà ông nói với lại chẳng được nói, thì tất cả điều đấy thì nó là thực tế. Nó là thực tế cả. Đấy, cũng như chia sẻ thêm một chút là được các bác giúp đỡ nhà rồi. Thì cái đấy là cái điều mà an tâm đối với ông, theo cháu là yên tâm nhất rồi. Đấy, nhưng mà sau khi mà hoàn thiện nhà đấy thì ông có thể là ông ngày nào ông đi làm thì ông sẽ đi làm, đúng không? Chứ không thể là sau khi mà hoàn thiện nhà thấy là nhà đẹp là cứ ở trong là đến lúc đấy là cũng chẳng có gì mà ăn. May thì ông đâu người thân đấy. Với nhà xong là anh em về với nhà đẹp thì có gì không? Bác là ông có gì gọi là có thiết không? Không làm cái gì, có gì ăn à? Đấy. Phải đi, phải làm. Thế trước kia thì ông là chưa từng giả tiền điện lần nào, đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ hàng tháng là khi mà kéo điện là mình sử dụng là nó sẽ có điện là phát sinh ra đấy. Chứ không thể nào ông lúc nào cũng đi bán gà hay là đi bán
đi bán thóc được, thóc thì không dám bán, gà thì cũng không dám bán, gà thì lâu lâu thì lớn lớn người ta mới bán được một con thôi. Đúng rồi, dâu lần tí làm. Bây giờ Mạnh đi học cuối tuần về thì ở nhà cũng buồn không nhỉ? Vâng. Không có người nói chuyện cùng. Cùng đấy, mà mình ong khớ ở đây. May mắn, may may thì được hàng xóm là ra chơi, lâu lâu là ra chơi một lần thôi nhỉ? Sớm thì bây giờ hôm nay ngày tốt thì ai cũng đi đâu đi đâu, người ta đi nó phải uống rượu tí, đâu nó không về chơi nữa. Thế là buổi tối là ông có ngủ đây đúng không? Ông không ngủ đấy đâu. Hôm trước ông bảo là chọn ngày đẹp thì mới vào đúng không? Vâng. Bây giờ không phải ngày đẹp hết cô bác. Thành ra là ông cũng không chưa muốn là đi vào trong đây ngủ mấy, đợi ngày đẹp xong xuôi mọi cái thì mới vào. Uống nước hút thuốc thì mới gặp điều ngồi. Thì hôm nay các thứ nó không về làm, nó vẫn... Thôi đi bảo là ngày mai mới đi làm không ạ? Mai làm. Ôi, trâu của ông hết cỏ rồi. Hết rồi. Trâu của ông thì con to thì ăn cỏ nó cũng khỏe nữa không ạ? Bố bác không đều, ăn nó không... bụng nó không... Thế là buổi sáng nay là ông cho trâu ăn rồi xong ông mới đi à? Vâng. Bố cho bác cái khung đều đấy cho nó ăn hết mà. Bây giờ chuẩn bị ông bố kết chiên ấy. Nó cũng có điện thoại không biết số. Không gọi được, không được cho nó cho lần ăn cho châu ăn rồi. Qua là gà ông là lên trên nhà đấy bổ thóc xong ông mới cho thóc chú này không? Có chuyện ra đây chuyện nó bới chuyện nó ăn lói trong nó hết rồi xong thả xuống nó không ăn đâu. Trên kia có một con gà như kiểu bị dù đấy không? Con nó anh kia lấy về hay một con ông không ở, ông đi có quay không ở Tôi thấy là bị dù dù ấy, bị dù dù à, biết ăn không ăn không biết thả thóc. Vâng. Chó này hôm trước là bị ghẻ là khỏi không nhỉ? Một thuốc ghẻ này tiêm cho hai lần. Tiêm cho hai lần à? Ông khắc mô khắc tiêm cho nó nữa mà. Ông khắc tiêm cho chó á? Nó mà nếu mà bị bệnh thế này ông vứt xuôi cho nó chui đi đâu đi, cháu mẹ ăn khó ngủ. Ông phải đi mua thuốc về chứ cho con chó cho cháu nhá. Thế là Mạnh là không cho vứt đi đúng không? Ông bảo ôi thế ông phải tìm tiền đâu mua thuốc về ông tiêm cho. Cái về tiêm thì ông mua về rồi bây giờ không có thuốc, ông phải đi mua thuốc về tiêm xong tiêm xem nó khỏi không. Tiêm hai phát thì khỏi rồi. Bây giờ nó tiêm thì dưới mâm uống đen. Cái ngược nó đen rồi. Ê, cô bác, hôm nay thì cháu được đi xuống ấy, thì thông báo cái tin này cho ông nghe. Mạnh thì thời gian này xuống lại rất là ít khi là gặp Mạnh cho nên là xuống thì lần nào cũng chỉ là ghi hình cái này là ông thôi. Còn chắc là cháu Lực cũng xin phép là kết thúc cái thức phim này thôi bác. Và rất là cảm ơn các bác đã yêu quý tới cho hai ông cháu và yêu quý tới cháu Lực để mà dành tặng cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ những phần quà, những cái món quà cực kỳ to lớn và cực kỳ ý nghĩa nữa. Cái món quà của hai ông cháu thì là hiện tại đã ở trước mặt các bác này, một ngôi nhà rất là lớn, một ngôi nhà mà được xây dựng bởi những cái tình yêu thương của các bác này. Ở trong ngôi nhà thì sẽ có là không chỉ là hai trái tim hai ông cháu ở đâu cả, mà còn có thêm là rất là nhiều những cái trái tim các bác là cùng là đóng góp để mà có được cái ngôi nhà như ngày hôm nay các bác ạ. Và một cái ngôi nhà khi mà có nhiều trái tim như thế để mà ủng hộ thì chắc chắn là sẽ rất là ấm lòng, và khi mà đi vào trong ở thì sẽ rất là vui vẻ đấy, khi mà hai ông cháu có một cái số phận như vậy lại được tất cả các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là yêu quý tới để mà dành những phần quà là tốt nhất có thể này.
Thế bóng đèn này thì chắc là mấy nữa là chuyển đi đâu nhỉ? Vâng. Đấy, để ra phần sân cũng được này. Sau này thì ra ở phần phía bên này thì có thể làm cái nhà bếp, bếp củi ấy các bác. Cho hai cháu là phía bên này. Ở trong nhà thì có bếp ga thôi. Đấy. Bây giờ không làm bếp ở trên bản mà không có bếp củi thì lại cũng không có hay các bác ạ. Trên bản thì nó phải có cái bếp củi một chút. Đấy, những cái sau này mà trời lạnh ấy, thì còn dùng cái bếp củi để mà sưởi ấm. Đấy, chứ không mà nếu như mà các bác thì các bác bảo là lạnh, thương các bác thương mà các bác gửi cho một cái đèn mà sưởi ấm ấy thì cái đèn đấy nó tốn điện rất là nhiều á, thì sợ rằng xài một tháng thôi, tháng sau đi giả tiền điện là còn không bao giờ dám xài đến là cái những cái đồ đấy cả. Đấy, có lẽ là cái video này thì cháu Đức cũng xin được là tạm dừng ở đây thôi các bác ạ, và một lần nữa thì xin được cảm ơn các bác, xin được hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Chào các em các chị nhá. Xin chào các bác. Thưa các bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đấy cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về, và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Vâng, nước uống hàng ngày. Nước uống hàng ngày à? Vâng. Vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút, thì là để cho lực là cho tất cả các bác là cùng xem với các bác đây. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút không nhỉ? Vâng. Này không? Uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ôi, gà rất là mạnh. Đấy. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Ôi, màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại và cháu Lực bán hộ là ông Sò, nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Các bác các chị từ khi ra lúc này để mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi, các chị liên quan đến đến thì nhưng mà biết thì gửi đi cho các chị các em các chị rồi nữa rồi không biết nói nhiều, xin cảm ơn các chị các bác. Cảm ơn.